Câu một gần. Lâu rồi ta mới nhậu một lần có Nguyễn Dung. Gâu rồi ta mới gậu một lần. Gậu là cái gì? Lấy đi đàng hoàng coi. Vui quá, bữa nay vui thiệt. Ê, vui quá. Dạ, tên em nha, mà giữ nguyên đội hình này đi. Giữ nguyên đội hình này đi. Quý vị ơi, có một kỷ niệm em chia sẻ là cái bài hát này nó gắn bó với em cái ngày em casting đầu tiên á. Là casting đầu tiên là em hát bài này nè. Bữa nay, nhân lễ giỗ tổ thì em xin gửi em chút kỷ niệm. Em xin hát bài 60 năm cuộc đời. Nhạc luôn anh ơi, chơi nhạc sống luôn anh. Yeah.
Mười